cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước tin tưởng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, nhất là cá nhân mỗi ủy viên Trung ương sẽ có những bước đột phá, đổi mới trong lĩnh vực quản lý của mình để đưa đất nước phát triển. Được đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và tin rằng các đồng chí với cái trách nhiệm của mình sau này về lãnh đạo với tinh thần là dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước Đảng, đưa cái nghị quyết của Đảng sớm vào cuộc sống. Niềm tin của tôi đối với Ban Chấp hành khóa 13 này là cơ sở vững chắc để các đồng chí là tiếp tục phát huy cái thành công của mình trong chỉ đạo, trong tổ chức thực hiện đường hướng của Đảng đề ra. Chúng tôi tin tưởng rằng với những người chúng ta đã lựa chọn là có tâm, có tầm, có tài, có đức như thế thì làm tốt những cái việc chống tham nhũng, chống diễn biến tự chuyển hóa và xây dựng một cái xã hội công bằng văn minh. Tôi rất kỳ vọng, tức là trong nhiệm kỳ này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa về cái chống tham nhũng để làm sao đất nước ta ngày càng được toàn diện hơn, phát triển được tốt hơn. Thì cái mong muốn của bác là cái Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới á, nói đi đâu với thực hành, nói không với tham nhũng, làm sao cho lo cho dân, cho nước. Dân giàu, nước mạnh. Cái mong muốn lớn nhất Ban Chấp hành này phải thực sự là tiêu biểu, là hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn đảng và toàn dân tộc. Cái Ban Chấp hành Trung ương này phải nắm chắc để triển khai đồng bộ có hiệu quả từng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà văn kiện đại hội đã quyết định. Lựa chọn được những hạt nhân tiêu biểu, có thể nói là tiêu biểu nhất ở các đảng bộ, từ trung ương cho đến các địa phương, thì thấy rằng là rất hợp với lòng dân. Chúng tôi tin tưởng rằng sẽ có nhiều những cái thành quả lớn lao cho đất nước và cho xã hội, nhất là nhân dân chúng tôi là ở các vùng nông thôn là mong được cái sự lãnh đạo sáng suốt, cởi mở, những người dám nghĩ, dám làm, đưa tổ quốc lên trên hết, đưa toàn dân lên trên hết. Trong ngày hôm nay, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 bế mạc với một Ban Chấp hành mới đã được chọn lọc kỹ lưỡng. Cùng với đó, cũng rất đặc biệt, đó là sự tin tưởng, kỳ vọng rất lớn của các tầng lớp nhân dân để tiếp thêm động lực mới, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.